Ok, hôm nay mình sẽ làm reading, practice problem của reading số 46, reading thứ hai của cái môn derivative. For the risk-averse investor, thì the price of risky asset nó sẽ như thế nào đối với lại cái level of risk này nha. Vậy thì khi mà nhà đầu tư họ định giá những cái sản phẩm mà risky asset, thì những cái risky asset nó đối với lại một cái risk adverse investor, thì người ta đòi hỏi một cái level of return nó cao hơn khi mà sản phẩm đó riskier hơn, được chưa? Vậy thì khi mà định giá thì luôn luôn định giá theo cái kiểu là present value, được chưa? Present value lấy dòng tiền mà chia cho một cộng với lại một cái rủi ro nào đó, được chưa? Một cái risk nào đó, được chưa? Risk free rate cộng với lại cái risk premium đấy. Và vì vậy thì khi mà sản phẩm này, được chưa? Cái tài sản này nó tăng risk lên thì nó làm cho cái giá của sản phẩm đó sẽ bị giảm xuống, nên vậy là câu C là câu một C là đúng ha, inversely related to the level of risk. Rồi. An arbitrage opportunity is less likely to be exploited. Rồi, cái cơ hội mà arbitrage sẽ không thể nào thực hiện được trong một trường hợp nào. One position is illiquid. The price differential between asset class, thì cái này là chắc chắn là thực hiện được ha. Investor can execute a transaction in large volume, thì thực hiện được luôn. Vậy thì cái cơ hội arbitrage không thể thực hiện được khi mà một cái thị trường mà nó illiquid hoặc là một cái position nào đó của nó là thanh khoản thấp. An arbitrager will mostly execute a trade khi nào, được chưa? Và một nhà kinh doanh trên lệch giá arbitrage sẽ thực hiện cái trade này khi nào? Transaction cost low, ok, cost of settling high, được chưa? Nếu mà cost quá cao thì sẽ không thực hiện được cái dịch vụ arbitrage. Price consistent with the law of one price thì đương nhiên sẽ không thực hiện được rồi. Nếu mà price mà nó không có cơ hội, nó luôn theo một cái quy luật là law of one price, nghĩa là những cái tài sản tạo ra dòng tiền giống nhau thì những cái tài sản đó giống nhau thì nó sẽ không có cái sự chênh lệch giá nào trong đây để mà thực hiện cái arbitrage. Nên vậy là câu 3 là câu A, được chưa? Câu 4, an arbitrage transaction generate a net inflow of funds. Rồi, như thế nào? Throughout the holding period, at the end of the period hay là at the start of the holding, thì cái việc arbitrage này nó sẽ tạo ra được cái net inflow là at the start of the holding period. Được chưa? Đấy. Which of the following combination replicates a long derivative position? Được chưa? Vậy thì theo một cái bảng là replication ở trong cái phần lý thuyết mình cũng đã giới thiệu, thì khi mà long một cái asset, short một cái derivative, để cho short là dấu trừ, sẽ bằng là long một cái bond. Và khi chuyển vế đổi dấu thì chúng ta sẽ ra được là long derivative thì sẽ là long asset short bond bằng long derivative, được chưa? Long asset and short risk free bond, được chưa? Rồi. Trong bài này thì rất là đơn giản thôi, long là dấu cộng, short là dấu trừ, để cho chuyển vế đổi dấu. Câu 6. Most derivatives are priced by assuming markets offer arbitrage opportunity. Là ở trong no arbitrage condition. Câu này không phải là câu, không phải là câu A rồi. Discounting the expected payoff of derivative at the risk free rate. Này đúng ha, discounting expected payoff of the relative at the risk free rate. Yeah. Nghĩa là khi định giá thì sẽ sử dụng cái risk free rate để mà discount, được chưa? Apply risk premium mà. Risk premium như trong đây hết á. 6B,
Câu 7, the price of the forward contract. Thì price là F0T, được chưa? F0T thì được tính bằng là F0 nhân cho 1 cộng RF mũ T. Đấy. Thì là cái price này sẽ được là hai bên settlement tại thời điểm ban đầu và sẽ được trả đúng bằng cái giá này với cái sản phẩm đó vào cái cuối kỳ, được chưa? Is the amount of part at expiration. Được chưa? Rồi, câu 7B, câu 8. Assume an asset pay no dividend or interest. And also assume that the asset does not yield any non-financial benefit or incur any carrying cost. Nghĩa là cái hàng hợp đồng forward này là không có tạo ra một cái benefit, cũng như là không có tạo ra một cái cost nào hết. Thì at initiation, the price of a forward contract on that asset thế nào? Rồi nó so với lại the value of the contract. Value of the contract mà tại thời điểm ban đầu của một cái hợp đồng forward thì luôn bằng không, được chưa? Rồi, vậy thì đương nhiên là cái price của nó là sẽ lớn hơn là value rồi, đúng không? Price sẽ bằng là 0 nhân cho 1 cộng risk free mũ T, được chưa? Là luôn lớn hơn không. Còn cái value của cái hợp đồng forward này là luôn bằng không, nên vậy là cái phần này là nó greater than. Rồi, câu 9. With respect to a forward contract, a market as market condition change thì sẽ như thế nào? For contract only price fluctuate, only value fluctuate, both price and value fluctuate. Vậy thì khi mà market condition mà thay đổi, có nghĩa là cái giá tài sản, cái giá underlying asset nó thay đổi, được chưa? ST nó sẽ thay đổi trong cái thời gian nắm giữ hợp đồng, được chưa? Thì chỉ có cái value là nó thay đổi thôi, chỉ có value là nó fluctuate trong cái thời gian thực hiện cái hợp đồng forward contract thôi. Còn cái F0 thì nó vẫn luôn là F0 nhân cho 1 cộng T. Và cái value thì nó sẽ là công thức này, ST, được chưa? Là cái thời điểm, ST nhỏ là cái giá trị của underlying asset tại bất kỳ thời điểm nào, trừ cho F0T và mình discount nó về tại đúng cái thời điểm đó. Được chưa? Câu 10, the value of forward contract at expiration is, rồi, thì value đó là tại thời điểm expiration là ST, VT lớn, được chưa? Thì sẽ bằng là ST trừ cho F0T, được chưa? Positive to the long party if the spot price is higher than forward price. Rồi, đúng luôn. Được chưa? Nghe negative to the short party, phải. Positive to the short party, phải luôn. Rồi. At the initiation, tại thời điểm ban đầu của một hợp đồng forward contract on an asset that neither receives benefit hay là cost during the term of the contract, the forward price is equal to future value of the spot price, được chưa? F0T thì sẽ bằng là F0 nhân cho 1 cộng risk free mũ T, đúng chưa? Future value. Đấy. Câu 12, stock BWQ and ZER. Each currently price là $100 over the next year. That stock BWQ expect to generate significant benefit, where stock ZER is not expected to generate any benefit. Rồi, không có một cái current cost nào trong đây. Vậy thì đương nhiên là một cái thằng underlying asset nào đó, ví dụ BWQ, nó có significant benefit, thì có nghĩa là cái hợp đồng forward contract của nó bị trừ cái benefit ra khỏi hợp đồng forward contract. Bởi vậy cái giá forward contract của thằng BW nó sẽ nhỏ hơn. F của BWQ chắc là nó sẽ nhỏ hơn cái F của thằng
Z E R. Rồi, compare từ khi lower, 12 A. If the net cost of carry, net cost of carry thì đó chính là cái hiệu của benefit. Present value của benefit trừ cho present value của cái cost nữa chưa? Và nếu mà nó là positive cái làm cho cái thằng hợp đồng forward của nó là nhỏ hơn so với lại những cái như là nó là positive thì cái đây là một cái hiệu, và cái hiệu này bị trừ ra khỏi cái việc định giá của thằng forward contract được chưa. Forward contract thì sẽ được định giá là S0 được chưa, một cộng risk free mũ T được chưa, trừ cho net of carry thì là benefit trừ cost nhân cho một cộng T được chưa, và cái hiệu này là dương, vì vậy thì nó sẽ là lower than if the net cost of carry was zero. Được chưa? Nếu mà nó không có cái hiệu này thì tất nhiên là cái thằng mà nó có cái hiệu mà nó dương này thì nó sẽ bị lower. Câu 14. If the present value of stored code exceeds the present value of its convenient yield, có nghĩa là cost mà nó cao hơn benefit thì đương nhiên là hàng hợp đồng forward contract này nó sẽ có lợi hơn, được chưa? Nếu mà chỉ cầm bao với lại risk free rate thôi, được chưa? Rồi. Tiếp tục là công thức, được chưa? S0 nhân 1 cộng rễ mũ T trừ cho benefit trừ cho cost nhân cho 1 cộng rf mũ T, được chưa? Và the storage cost mà nó lớn hơn thì cái hiệu này nó sẽ là âm, âm cộng với lại âm trừ cho âm thì nó sẽ là dương, được chưa? Vậy thì nó sẽ higher than nếu mà cái hợp đồng forward này nó chỉ cầm bao với lại risk free rate thôi. Đấy. Rồi, câu 15. Which of the following factor most likely explain why the spot price of commodity in short supply can be greater than the forward price? Opportunity cost, lack of dividend, convenient yield, được chưa? Rồi, những cái thằng mà factor that explain why the spot price in short supply can be greater than forward price. Rồi, tiếp tục là forward price nó sẽ bằng là S0, được chưa? 1 cộng risk free, mũ T, trừ cho benefit, trừ cost, nhân cho 1 cộng risk free mũ T, được chưa? Và cái thằng spot price này nó lại lớn hơn, được chưa? Có nghĩa là S0 mà nó lớn hơn cái thằng này, chứng tỏ rằng thằng này nó có benefit rất là nhiều. Underlying asset của nó có benefit rất là nhiều, nên vậy cái spot price của nó lại lớn hơn cái thằng forward price. 15 C, được chưa? Rồi, benefit đây. Câu 16. When interest rate are constant, future price are most likely như thế nào? Interest rate constant thì future price nó sẽ giống như là forward price, được chưa? Có nghĩa là khi mà interest rate mà nó đứng yên thì việc đầu tư vào hợp đồng future price hay là việc đầu tư vào hợp đồng forward price nó đều giống nhau. In contrast to forward contract, in contrast to a forward contract, a future contract thì mark to the market daily, đúng chưa? Đấy, cái thằng hợp đồng forward thì tới cuối kỳ mới được settlement, còn cái thằng là hợp đồng future contract thì cái giá của nó là mark to the market daily và cái value của nó reset tại mỗi ngày, được chưa? 17C, 18, 18. To the holder of a long position. Đang long cái gì đây? If it is more desirable to own a forward contract than the future contract when interest rate thì nó sẽ như thế nào? Đấy, thì cái này là trong lý thuyết thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, được chưa? Nếu mà interest rate mà nó
possibly related to future price thì người ta thích nắm giữ future contract hơn. Còn nếu như mà interest rate mà negative correlated to future price thì người ta sẽ thích nắm giữ cái thằng forward contract hơn, nên vậy nó là 18A negative related. Correlated rồi. The value of swap typically is non-zero at initiation. Thì cái thằng swap này nó là series of forward contract. Đấy chưa? Nên vậy cái value của nó tại điểm ban đầu nó sẽ là luôn bằng không. Non-zero là sai. Is obtained through replication. Rồi. Đúng. Đấy chưa? Việc mà cái tạo ra một cái hợp đồng forward, một cái hợp đồng mà swap contract thì là thông qua một cái replication, rất là nhiều cái not fluctuate over the life of contract. The value thì đương nhiên là nó sẽ fluctuate chứ không phải là nó đứng yên, nó không được không đứng yên, nó không đứng yên như cái price, nhưng mà cái value của nó sẽ là fluctuate. Câu 20. The price of swap typically zero at initiation. Cái value mới là zero. Còn cái price sẽ không có zero at initiation. Fluctuate over the life of the contract. Phải luôn. Fluctuate là value. Is obtained through a process of replication. Đấy, còn là C là đúng ha. Đấy, cái việc là tạo ra một cái hợp đồng swap contract interest rate thì phải thông qua một cái process of replication thì mới tạo được cái hợp đồng swap này. Đấy. The value of a swap is equal to the present value of, rồi đương nhiên value nó sẽ là net cash flow, được chưa? Của payment for swap, được chưa? Giống như là fixed for floating, được chưa? Fixed for floating. Đấy. Thì cái này là trong lý thuyết mình cũng đã hướng dẫn rồi, được chưa? Thì nó giống như là cái thằng forward thôi, nó cũng là discount những cái dòng tiền trong tương lai. Và cái dòng tiền này là next cash flow ở từng cái giai đoạn, được chưa? Giữa việc thanh toán floating rate với fixed rate. Discount nó về cậu cộng cộng lại hết thì sẽ ra được cái value của hàng swap tại thời điểm đó, được chưa? Rồi, if no cash is initial exchange, a swap is comparable to a series of forward contract when the swap payment are variable. The combined value of all forward contracts is zero. All forward contracts have the same agreed price. Này không đúng ha. Thì đó là combined value of all forward contracts is zero. Này, được chưa? Câu 23. For a swap with a series of fixed payment is exchanged to a series of floating payment, the party to the transaction là như thế nào? Rồi. Series of fixed payment exchange to series of floating payment, party to the transaction designate the value of underlying interest at initiation. Không đúng. The value of underlying solely on the basis of its market value at the end of the swap. Không đúng luôn. The value of underlying sequentially at the end of each payment to determine the floating payment. Được chưa? Thì câu 23 đó chính là câu C. Cái value của thằng swap này nó sẽ được là reset tại mỗi cái thời kỳ, tại mỗi cái thời điểm trả payment. Được chưa? A European call option, a European put option are written
on the same underlying, có nghĩa là một cái put và một cái call option có cái exact price giống nhau. The both option have the same expiration, có cùng cái thời gian đáo hạn luôn. Exercise price, rồi xem underlying, xem exercise price, xem expiration. At expiration, it's possible, it is possible that both option have the same value. Được chưa? Thì cái value tại expiration của thằng call nó sẽ là max của 0 st chữ x, được chưa? Và thằng put thì sẽ là max của 0 x chữ st. Đấy. Thì tại cái expiration thì nó có khả năng là thì hai thằng này nó chỉ có khả năng là hai thằng này nó ngược dấu nhau hoặc là tụi nó bằng không thôi. Đấy. Và expiration at the same at the exercise price thì hai cái value của hai cái sản phẩm hay sẽ bằng không và have the same value. Được chưa? Câu 24 là câu B. Đấy. Câu 25 at expiration a European put option will be valuable if exercise price như thế nào. C là bạn ấy P chứ. P thì bạn là max của 0 x chữ st, được chưa? Thì cái value nó khi nào? Khi cái giá underlying asset nó thấp hơn cái giá của ST, nó thấp hơn cái giá exercise price, được chưa? If the exercise price greater than the underlying set price, được chưa? Put là cái quyền chọn bán. Và khi mà giá underlying set mà nó thấp hơn cái giá mà mình được quyền bán thì là cái put option này có lợi, được chưa? Thì nghĩa là set price lớn hơn cái giá của underlying set này. Rồi, câu 26. The value of a European call option expiration is greater to zero or rồi. Cái này là max của 0 st chữ x này chưa? Value of underlying minus the exercise price 26 B. 27 for a European call with 2 months until expiration. If spot price is below exercise price. ST thấp hơn exercise price được chưa? Intrinsic value của nó là chắc chắn là không có, nhưng mà bởi vì là nó còn 2 tháng nữa. Được chưa? Bởi vì nó còn 2 tháng. 2 months until expiration nên vậy là cái thằng option này nó có time value, được chưa? Vẫn là positive time value nha. 28 when When the price of the underlying is below the exercise price, put option như thế nào? Okay. Underlying below exercise price thì nó là in the money, cái trạng thái moneyness của những cái option này. Thì khi mà giá của vợ underlying thấp hơn cái giá của put option, okay. Đấy, sẽ đây. Thì đương nhiên là in the money, put option. If the risk-free rate increase, the value of in the money European put. Được chưa? Thì cái này là mối quan hệ giữa interest rate và in the money put option. Nó là negative related. Thì interest rate tăng lên, put option giảm xuống. Decrease 26. A. 29 này trong cái phần lý thuyết mình cũng đã hướng dẫn cái sự những cái yếu tố ảnh hưởng qua lại giữa những option và những cái yếu tố khác. Câu 30. The value of European coal is inversely related to right. European thì nó inversely với lại inversely related to những cái thằng nào? Exercise price giá càng cao. Quá đúng. Rồi, exercise price càng cao thì giá
cái value của cổ option càng thấp, time value càng dài, giá option càng cao, đúng không ạ? Volatility of the underlying thì đương nhiên là volatility càng lớn thì cái giá của toàn bộ option, option put option hay là call option đều tăng, cho hai thằng này là hai thằng này đều positive related to call option và put option. Đấy. Câu 31 table the option with the highest value. Rồi, thì mình nhìn ra, nhìn xem là thằng này là gì? Call option. Call option thì expiration càng cao càng tốt và exit price càng thấp càng tốt thì 6 tháng exit price 100 lớn hơn 105 đúng chưa? Thì đó là option 2 31 B đấy. 32 The value of European put. The value of European put option can be either directly related or inversely related to time to expiration. Đấy, cái time to expiration thì nó sẽ có khả năng là inversely hay là directly related to cái thằng là put option. Đấy. Cái này là mình cũng đã giải thích ở trong cái phần lý thuyết về tại sao cái time to expiration là European put là vậy. Thì đó là cái việc là khi mà underlying set mà nó deep, nó quá thấp so với lại cái giá exit price, nó làm cho cái European put nó là deep in the money. Yeah, deep in the money. Đấy. Và nếu như mà không exercise cái quyền này ngay, và nếu mà để lâu, rồi giờ nghĩa là cái time to expiration nó còn dài, thì cái cơ hội cái giá của underlying set có thể là bounce back, là bật tăng trở lại, nó làm cho cái việc là sở hữu put option nó bị inversely related to time to expiration. Này. Câu 33, prior to expiration, the lowest value of European put option is greater than zero. Này, này là cái công thức tìm lowest value thôi. Đó là C thì P thì nó sẽ là put đúng không? P thì nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng max của 0 và x chia 1 cộng r mũ t trừ st. Yeah. Present value of exit price minus the value of underlying. Yeah. Rồi, vậy là câu B. B. Đấy, European put. Đấy. Còn nếu mà lowest value của American put thì nó sẽ là max của 0 chứ phải x trừ st. Yeah. Lowest price. Rồi, câu 33 là B. Câu 34, a European put option on a dividend paying stock is most likely increase if thế nào? European put option thì cái việc là paying dividend, là giờ paying dividend thì nó sẽ là negative related to call option nhưng mà positive related to put option. Này, increase thì cái giá của put option nó sẽ increase khi mà tại thời điểm dividend payment. 34 C. Ok, 35. 35. Based on put call parity, a trader who combine long asset, long put, short call thì sẽ create một cái synthetic gì? Put call parity thì là fiduciary call bằng protected put. Được chưa? Fiduciary call là long call, long bond. Được chưa? Protected put. Đây. Vậy thì cộng là long, short là chờ. Được chưa? Long stock, long put và short call phải là chuyển với đổi dấu. Đây. Thì sẽ là long một cái bột này. 35A. 36, which following transaction is equivalent to synthetic long call position. Rồi. Long call position thì tiếp tục là chuyển phép đại dấu. Chuyển phép đại dấu.
Đấy, local position thì chúng ta sẽ là chuyển thằng này qua đây. Đấy, thế là long stock, long put và short bond. Long asset, long put, short bond. Dạ, 36. B. Ba mươi bảy. Which of the following least likely to be required by the buy nominal option pricing model? Rồi, buy nominal thì nó không có yêu cầu actual probability of up and down, rồi chưa? Đấy, nó không có yêu cầu cái thằng actual probability, mà nó chỉ là yêu cầu cái sự là possible, ha? Cái possible price. Và người ta yêu cầu là risk neutral probability. Đấy. To determine the price of an option today, the binomial model requires cái gì? Selling out and put and buying one offset call. Selling out không có liên quan gì hết, mà là long asset và short một cái call. Long the number of unit, một cái số lượng unit nào đó của stock, và short một unit của call này nha. Buying one unit of underlying and sell one unit of call, được chưa? Anh này không buy, không phải là buying one unit mà buying a number of unit, một cái số lượng nào đó của stock này. Using a risk-free rate to determine required number of unit of underlying. À, câu C, hai câu trên là sai, chỉ còn có câu C là đúng thôi. Đấy, thì thằng H này được sử dụng là dựa vào risk-free rate. Đấy. Rồi, 39. Assume a call option strike price is initially equal to the price of underlying asset. Option strike price initially equal to, nghĩa là S0 bằng exit price. Based on binomial model, if volatility of the underlying decrease, volatility bị decrease, the lower of two potential payoff value hedge position thì nó sẽ như thế nào? The lower thì nó là S1 trừ, được chưa? Thì cái value payoff của cái thằng call nó sẽ như thế nào? Thì đương nhiên là nó remain unchanged, được chưa? Remain unchanged. Đấy. Remain the same. Đấy. Bởi vì là khi mà reduce volatility thì cái thằng C1 cộng nó mới thay đổi thôi, còn khả năng C1 trừ thì nó bằng không rồi và nó không thay đổi, được chưa? Rồi, 40. Based on binomial model, a decrease in actual probability, được chưa? Đấy. Thì không liên quan gì hết, được chưa? An upward move in underlying will result in option price thế nào, được chưa? Đấy, trong cái mô hình binomial model, người ta sử dụng risk neutral probability, được chưa? Risk neutral probability thì sẽ bằng là 1 cộng, chưa? Người ta không có sử dụng cái actual probability để mà định giá cái thằng call, được chưa? Đấy, thằng call sẽ bằng là phi nhân cho C1 cộng cộng 1 trừ phi, 1 trừ phi nhân C1 trừ chỉ cho 1 cộng error, đúng chưa? Thì người ta dùng risk neutral probability để mà định giá. Đấy, chứ không có sử dụng cái thằng actual probability là vậy. Remain the same. Rồi. Câu 41, if a call option is priced higher than binomial model predicts, investor can earn a return in excess of risk free rate. Mà cách như nào? Được chưa? Vậy thì nếu mà cái call option ở trên thị trường nó bán giá cao hơn khi mà chúng ta định giá bằng mô hình binomial thì đương nhiên chắc chắn là sẽ short call hoặc là selling call, được chưa? Short call. Và
Câu A hay câu C đúng này, invest in risk free rate, borrowing này chưa? Bởi vì chúng ta là chúng ta sẽ có được một cái return mà excess the risk free rate, nên vậy chúng ta sẽ borrowing risk free rate này chưa? Để mà đầu tư vào cái thương vụ này, hay pay and let it set. Rồi, 41 C. At the money American call option. At the money. On a stock that pay no dividend has 3 months remain until expiration, the market value of the option will most likely. Rồi, market value của option là nó sẽ gồm intrinsic value hay còn gọi là exit value cộng với lại time value. Thì đương nhiên market value nó sẽ greater bởi vì là nó còn 3 tháng nữa thì nó sẽ cộng thêm cái time value trong cái thằng market value của option này được chưa? 42 C 43 at expiration American call options are worth như thế nào? Tại thời điểm cuối kỳ thì American có option thì nó sẽ như thế nào, với lại American sẽ được xem thôi. Okay. Tại thời điểm cuối kỳ mà luôn là max của 0 ST trừ X. Tại điểm cuối kỳ thì hai hàng này nó sẽ bằng nhau. 43B 44 Which following circumstance will most likely affect the value of an American call option relative to European call option. Rồi thì cái trong cái phần là dividend. Okay. Trong phần lý thuyết thì mình có nói cái sự khác nhau giữa American call và European put thì nó khác nhau ở trong cái thời điểm là dividend, bởi vì American call được exercise cái quyền là mua underlying asset, còn European call thì phải exercise cái quyền mua underlying asset tại thời điểm cuối kỳ. Đấy. Nên vậy là khi mà cái underlying asset nó trả cổ tức thì cái thằng American call được quyền exercise cái quyền mua underlying asset và hưởng cái cổ tức này, còn thằng European call thì nó không có quyền hưởng cái cổ tức đó này, họ không có quyền exercise, không có được quyền exercise cái quyền mua underlying này. Combining a protected put with a forward contract generate equivalent outcome at expiration to those như thế nào? Được chưa? Protected put mà có thêm hạng forward contract thì giống như là put call parity forward contract, được chưa? Thì protected put cộng forward cộng một cái bold nào đó thì bằng là call cộng với lại bold, được chưa? Thì là fiduciary call, thằng này nó sẽ bằng thằng này. Và cái thằng này người ta gọi là fiduciary call. Bốn mươi sáu holding an asset and buying a put on that asset is equivalent as cộng p, được chưa? Thì là cái này là protected put nè và initiating a fiduciary call, được chưa? 46 a 47 if an underlying asset price is less than related option strike price. Đây. Có nghĩa là khi mà a protected put position on that asset versus a fiduciary call has thì người ta nói là thì lúc nào mình học trong cái phần lý thuyết của cái môn mình cũng đã hướng dẫn là cái portfolio mà nó kết hợp giữa protected put và fiduciary call thì nó sẽ ra the same payoff, được chưa? Thì cho dù là giá underlying asset tăng lên hay là giảm xuống thì hai cái portfolio của đó nó sẽ giống nhau, được chưa? Have the same value, được chưa? 47B based on put call parity, which of following combination results in a synthetic long asset position? Protected put bằng fiduciary call. Protected put thì bằng là fiduciary call
Vậy thì người ta tìm ra cái synthetic long position. Chỉ với đổi dấu thì sẽ là long col short put. Long col short put và long bone. Long col short put and long ngày bone. Được chưa? 48. A. 49. For a holder of European put option, put call parity forward is based on a assumption như thế nào? For a holder of European put, được chưa? Thì tự nhiên là based on cái no arbitrage rồi, đúng không? No arbitrage condition, no arbitrage possible within the spot forward and option market. Được chưa? Thì người ta sử dụng cái put call parity ở trong cái giả định là no arbitrage opportunity, hay là no arbitrage condition. Được chưa? Rồi, câu 50. Under put call forward parity, which following transaction is risk-free? Được chưa? Risk-free thì mình sẽ là ở bên một cái cạnh là protective put with forward thì sẽ là long put, long forward và long một cái bone, được chưa? Thì sẽ bằng là fiduciary call, long một cái call và long một cái bone, được chưa? Cái bone này nó exercise price nó khác với cái bone này ha, được chưa? Hai cái exercise price của hai thằng này nó sẽ khác nhau. Này, thì cứ nôm na như vậy đi. Rồi, thì câu 50 nó sẽ kêu là following risk free. Được chưa? Giống như là mình đang đầu tư một cái trái phiếu risk free. Rồi mình sẽ là như thế nào đây? Short call chuyển call vào bên đây. Được chưa? Short call chuyển call vào đây. Short call long put, long forward và long risk free bond. Được chưa? Đây là cái cạch này. Và mình short cái thằng call. Được chưa? Short cái thằng call ở đây. Đây, sẽ là long bond. Thì câu 50 sẽ là câu A. Đây. Ok, nghĩa là mình đã giải xong cái phần practice problem của bài thứ hai môn derivative reading số 46. Ok.